À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chơi câu hỏi trong sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 34, ôn tập phép cộng, phép trừ trang 118, 119, 120. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn tập lại những phép cộng và phép trừ chúng ta đã được học. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trang 118 bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con tính nhẩm. A. 70.000 cộng 60.000. 160.000 trừ 90.000. 500.000 cộng 700.000. B. 90.000 cộng 50.000 trừ 80.000. 150.000 trừ 70.000 cộng 40.000. 800.000 cộng 700.000 trừ đi 900.000. Vậy để làm được bài tập số 1 này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, với bài tập số 1 này thì chúng mình sẽ cùng nhau tính nhẩm phép tính các số tròn chục nghìn và tròn trăm nghìn. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện tính nhé. 70.000 cộng 60.000 sẽ bằng 130.000. 160.000 trừ 90.000 sẽ bằng 70.000. 500.000 cộng 700.000 sẽ bằng 1.200.000. B. 90.000 cộng 50.000 trừ đi 80.000 sẽ bằng 60.000. 150.000 trừ đi 70.000 cộng 40.000 sẽ bằng 120.000. 800.000 cộng 700.000 sẽ bằng 150.000. 150.000 mà trừ đi 900.000 sẽ bằng 600.000. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Đặt tính rồi tính. 9.658 cộng 6.290, 56.204 cộng với 74.539, 14.709 trừ đi 5.234, 159.570 trừ đi 81.625. Với bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta sẽ đi đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Ta cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái. Như vậy, 9.658 cộng 6.290. Ta thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái ta được 8 cộng 0 là 8,8, 5 cộng 9 là 14,4 nhớ 1, 6 cộng 2 là 8 thêm 1 là 9,9, 9 cộng 6 là 15,15. Như vậy, ta được kết quả là 15.948. Tiếp theo, 56.204 cộng 74.539. Ta thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái, ta lấy 4 cộng 9 là 13,3 nhớ 1, 0 cộng 3 là 3 thêm 1 là 4,4, 2 cộng 5 là 7,7, 6 cộng 4 là 10,0 nhớ 1, 5 cộng 7 là 12 thêm 1 là 13,13. Như vậy, ta được kết quả là 130.743. Tiếp theo, 14.709 trừ đi 5.234. Ta thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái, ta lấy 9 trừ 4 bằng 5,5, 0 trừ đi 3, 0 không trừ được cho 3, như vậy ta lấy 10, 10 trừ 3 bằng 7,7, 7 trừ 2 là 5, 5 trừ đi 1 là 4,4, 14 trừ đi 5 bằng 9,9. Như vậy ta được kết quả là 9.475. Phép tính cuối cùng, 159.570 trừ đi 81.625. Ta lấy 0 trừ đi 5, 0 không trừ được cho 5, như vậy ta lấy 10, 10 trừ 5 bằng 5,5, 7 trừ đi 2 bằng 5, trừ đi 1 bằng 4,4, 5 trừ đi 6, 5 không trừ được cho 6, như vậy ta lấy 15, 15 trừ 6 bằng 9,9, 9 trừ đi 1 bằng 8, trừ đi 1 bằng 7,7, 15 trừ đi 8 bằng 7,7. Vậy ta được kết quả là 77.945. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con đó là biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất? Biểu thức nào dưới đây có giá trị bé nhất? A. 90.000 cộng 30.000 cộng với 5.473. B. 387.568 trừ đi hiệu của 200.000 trừ đi 40.000. C. 456.250 cộng với 200.000 trừ đi 500.000. D. 210.000 trừ đi 90.000 cộng 4.975.
Vậy để tìm xem biểu thức nào có giá trị lớn nhất và biểu thức nào có giá trị bé nhất thì ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, với biểu thức chỉ chứa phép tính cộng thì cộng và trừ thì ta sẽ đi thực hiện từ trái sang phải, lần lượt từ trái sang phải. Nếu mà biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta sẽ đi thực hiện ở trong ngoặc trước và từ đó ta sẽ tính được kết quả của các biểu thức đó và dễ dàng tìm được xem biểu thức nào có giá trị lớn nhất và biểu thức nào có giá trị nhỏ nhất, đúng không nhỉ? Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. A. 90.000 cộng 30.000 cộng với 5.473. Ta thực hiện cộng lần lượt từ trái sang phải. Ta lấy 90.000 cộng 30.000 bằng 120.000. 120.000 cộng với 5.473. Ta được kết quả là 125.473. B. 387.568 trừ đi hiệu của 200.000 trừ đi 40.000. Ta sẽ đi ưu tiên thực hiện trong ngoặc trước, như vậy ta sẽ giữ nguyên 387.568. Và thực hiện ở trong ngoặc trước ta lấy 200.000 trừ đi 40.000 sẽ bằng 160.000. 387.568 trừ đi 160.000 sẽ bằng 227.568. Đi C. 456.250 cộng với 200.000 và trừ 500.000, đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta viết nhầm dấu ngoặc, dấu trừ thành dấu cộng. Như vậy, 456.250 mà cộng với 200.000 sẽ bằng 656.250. Ta trừ đi 500.000, ta sẽ được kết quả là 156.250. Ý D, 210.000 trừ đi 90.000 cộng với 4.975. Ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Ta lấy 210.000 trừ đi 90.000 sẽ bằng 120.000 cộng với 4.975 sẽ bằng 124.975. Từ đó ta thấy rằng 124.975 sẽ nhỏ hơn 125.473 và nhỏ hơn 156.250. Cuối cùng là số 227.568 là lớn nhất. Vậy biểu thức sẽ có giá trị là lớn nhất và biểu thức D có giá trị là bé nhất. Như vậy ở đây cô đã viết nhầm và chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa lại cho cô nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Bố mua cho Nam một bộ quần áo và đôi giày và đôi tất hết tất cả là 314.000 đồng. Trong đó thì tổng số tiền của bộ quần áo đồng phục và đôi giày là 306.000 đồng. Tính giá tiền của mỗi loại biết rằng giá tiền của đôi giày nhiều hơn giá tiền của đôi tất là 107.000 đồng. Vậy để làm được bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát xem đề bài người ta cho con biết gì và đề bài hỏi gì. À, đề bài người ta cho con biết đó là bố mua cho Nam một bộ quần áo đồng phục, đôi giày và đôi tất hết tất cả là 314.000 đồng. Và trong đó thì tổng số tiền bộ quần áo đồng phục và đôi giày là 306.000 đồng. Và giá tiền của đôi giày nhiều hơn giá tiền của đôi tất là 107.000 đồng. Và yêu cầu con tính giá tiền của mỗi loại, đúng không nhỉ? Như vậy, bước đầu tiên, ta sẽ phải đi tính giá tiền của đôi tất. Sẽ bằng giá tiền của cả 3 sản phẩm trừ đi giá tiền của bộ quần áo đồng phục và đôi giày là 306.000 đồng. Sau khi tính được giá tiền đôi tất, ta sẽ đi tính giá tiền đôi giày bằng giá tiền đôi tất cộng với 107.000 đồng, bởi vì giá tiền đôi giày nhiều hơn giá tiền đôi tất là 107.000 đồng. 3. Ta sẽ đi tính giá tiền của bộ đồng phục sẽ bằng giá tiền của cả 3 sản phẩm trừ đi giá tiền của đôi giày và trừ đi giá tiền của đôi tất là ta sẽ ra được giá tiền của bộ đồng phục. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. Giá tiền của đôi tất là 314.000 trừ đi 306.000 sẽ bằng 8.000 đồng. Giá tiền của đôi giày là 8.000 cộng với 107.000 sẽ bằng 115.000 đồng. Giá tiền của bộ đồng phục sẽ là 314.000 trừ đi 115.000 trừ đi 8.000 sẽ bằng 191.000 đồng. Đáp số đôi tất 8.000 đồng, giày 115.000 đồng và đồng phục là 191.000 đồng. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần luyện tập trang 118-119. Tiếp theo ta sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trang 119, bài số 1, tính nhẩm. A. 8 triệu cộng 4 triệu, 60 triệu cộng 50 triệu, 15 triệu trừ 9 triệu, 140 triệu trừ đi 80 triệu. B. 6 triệu cộng 9 triệu trừ đi 7 triệu, 130 triệu trừ đi 60 triệu
và cộng với 50 triệu. Vậy để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta sẽ đi đọc nhầm, 8 triệu sẽ là 8 và chữ triệu cộng với 4 và chữ triệu, ta lấy 8 cộng 4 sẽ bằng 12 và thêm đơn vị triệu ở đằng sau sẽ bằng 12 triệu. Tương tự như vậy, với 60 triệu cộng 50 triệu ta sẽ lấy 60 cộng với 50 bằng 110 và thêm đơn vị triệu ở đằng sau ta được kết quả là 110 triệu. 15 triệu trừ đi 9 triệu ta lấy 15 trừ đi 9 sẽ bằng 6. Như vậy ta được kết quả là 6 triệu. 140 triệu trừ đi 80 triệu ta lấy 114, 140 trừ đi 80 sẽ bằng 60 và thêm đơn vị triệu ở đằng sau ta sẽ được kết quả là 60 triệu. Với ý B, 6 triệu cộng 9 triệu trừ đi 7 ta sẽ lấy 6 cộng 9 trừ đi 7. 6 cộng 9 là 15, 15 trừ đi 7 sẽ bằng 8 và thêm đơn vị triệu ở đằng sau ta được kết quả là 8 triệu. 130 triệu trừ đi 60 triệu cộng với 50 triệu ta sẽ lấy 130 trừ đi 60 bằng 70. 70 mà cộng với 50 sẽ bằng 120 và thêm đơn vị triệu ở đằng sau ta được kết quả là 120 triệu. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời nhé. A. 8 triệu cộng với 4 triệu sẽ bằng 12 triệu. 60 triệu cộng với 50 triệu sẽ bằng 110 triệu. 15 triệu trừ 9 triệu sẽ bằng 6 triệu. 140 triệu trừ đi 80 triệu bằng 60 triệu. B. 6 triệu cộng 9 triệu trừ 7 triệu sẽ bằng 15 triệu trừ đi 7 triệu bằng 8 triệu. 130 triệu trừ 60 triệu cộng 50 triệu sẽ bằng 70 triệu cộng 50 triệu sẽ bằng 120 triệu. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2, đặt tính rồi tính. 370.528 cộng với 85.706. 435.290 cộng với 208.651. 251.749 trừ đi 6.052. 694.851 trừ đi 365.470. Vậy để làm được bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta sẽ đi đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ trái sang phải. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện đặt tính rồi tính nhé. 370.528 cộng với 85.706 sẽ bằng, ta lấy 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 0 là 2, thêm 1 là 3, viết 3. 5 cộng 7 là 12, viết 2 nhớ 1. 0 cộng 5 là 5, thêm 1 là 6, viết 6. 8, 7 cộng 8 là 15, viết 5 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4, viết 4. Như vậy ta được kết quả là 456.234. Tiếp theo, 435.290 cộng với 208.651. Ta thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái ta được. 0 cộng 1 là 1, viết 1. 9 cộng 5 là 14, viết 4, nhớ 1. 2 cộng 6 là 8, thêm 1 là 9, viết 9. 5 cộng 8 là 13, viết 3, nhớ 1. 3 cộng 0 là 3, thêm 1 là 4, viết 4. 4 cộng 2 là 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là 643.941. Tiếp theo, phép tính 251.749 trừ đi 6.052. Ta sẽ đi thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái ta được. 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. 4 trừ đi 5, 4 không trừ được cho 5, như vậy ta lấy 14. 14 trừ 5 bằng 9, viết 9. 7 trừ 0 cộng 1 là 1. 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. 1 trừ đi 6, 1 không trừ được cho 6, như vậy ta lấy 11 trừ 6 bằng 5, viết 5. 5 trừ đi 0 cộng 1 là 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. 2 hạ xuống, như vậy ta được kết quả là 245.697. Tiếp theo là phép tính 694.851 trừ đi 365.470. Ta thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái ta được. 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. 5 trừ đi 7. 5 không trừ được cho 7, như vậy ta lấy 15. 15 trừ 7 bằng 8, viết 8. 8 trừ 4 cộng 1 là 5. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. 4 trừ đi 5. 4 không trừ được cho 5, như vậy ta lấy 14. 14 trừ đi 5 sẽ bằng 9, viết 9. 9 trừ 6 cộng 1 là 7. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 329.381.
Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Hình dưới đây cho biết giá tiền của một số món đồ. Ở đây chúng ta quan sát có 4 món đồ. Mũ có giá 50.000 đồng, đôi dép có giá 70.000 đồng, bộ đồ chơi có giá 125.000 đồng và con gấu có giá 65.000 đồng. A. Mai mua một đôi dép và một hộp đồ chơi xếp hình. Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 200.000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Mai bao nhiêu tiền? B. Chọn câu trả lời đúng. Với tờ tiền 200.000 đồng, Mai đủ tiền mua được 3 món đồ nào dưới đây? A. Cái mũ, đôi dép, hộp đồ chơi, xếp hình. B. Cái mũ, đôi dép, gấu bông. C. Cái mũ, hộp đồ chơi xếp hình và gấu bông. D. Đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình và gấu bông. Vậy để làm bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, với ý A, ta sẽ nhớ cho cô, Mai mua một đôi dép và một hộp đồ chơi xếp hình mà đưa cho cô bán hàng tổng cộng là 200.000 đồng. Vậy, muốn tính số tiền cô bán hàng trả lại Mai thì sẽ bằng số tiền mà Mai đưa cho cô bán hàng trừ đi giá tiền của đôi dép và trừ đi giá tiền của hộp đồ chơi xếp hình là ta sẽ ra được kết quả. B. Ta sẽ đi tính tổng giá tiền của các đồ vật ở mỗi đáp án, rồi ta sẽ dễ dàng kết luận được xem Mai đủ tiền mua được 3 món đồ nào. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời nhé. A. Số tiền cô bán hàng phải trả lại Mai là 200.000 trừ đi giá tiền của một đôi dép và giá tiền của bộ đồ chơi xếp hình là 70.000 cộng với 125.000. Ta sẽ bằng 200.000 trừ đi 195.000 và sẽ bằng 5.000 đồng. Vậy cô bán hàng phải trả lại Mai 5.000 đồng. Tiếp theo, với ý B, ta có tổng giá tiền của cái mũ, đôi dép và hộp đồ chơi xếp hình là 50.000 cộng 70.000 cộng với 125.000 sẽ bằng 245.000 đồng. Tổng giá tiền của cái mũ, đôi dép và gấu bông sẽ là 50.000 cộng 70.000 cộng với 65.000 sẽ bằng 185.000 đồng. Tổng giá tiền của cái mũ, hộp đồ chơi xếp hình gấu bông là 50.000 cộng 125.000 cộng 65.000 sẽ bằng 240.000 đồng. Tổng giá tiền của đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình và gấu bông là 70.000 cộng 125.000 cộng với 65.000 sẽ bằng 260.000 đồng. Vậy với số tiền 200.000 đồng thì Mai sẽ đủ tiền mua được cái mũ, dép và gấu bông. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 4 trang 119. Tính bằng cách thuận tiện. 16.370 cộng với 6.090 cộng 2.530 cộng với 4.010. Vậy để tính bằng cách thuận lợi ta sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta sẽ đi áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm với nhau. Như vậy ta sẽ nhóm số 16.370 với số 2.530, số 6.090 với số 4.010. Như vậy ta sẽ đi trình bày, ta được 16.370 cộng với 2.530 sẽ bằng 19.000, 18.900 đúng không nhỉ? 18.900 mà cộng với 2.090 cộng với 4.010 sẽ bằng 6.010, 6.100 đúng không nhỉ? 16.370 mà cộng với 2.530 ta lấy 0 cộng 0 là 0 viết 0, 7 cộng 3 là 10 viết 0 nhớ 1, 3 cộng 5 là 8, thêm 1 là 9 viết 9. Và 16 cộng 2 sẽ bằng 18, đây là 18.900 cộng với 6.100, ta sẽ được kết quả là 25.000. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là 25.000. Tiếp theo ta sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trong 120 bài số 1, đặt tính rồi tính. Đề bài người ta cho con các phép tính như sau. 245.489 cộng với 32.601, 760.802 cộng với 239.059, 566.345 trừ đi 7.123, 800.693 trừ đi 750.148. Vậy để thực hiện đặt tính duyệt tính thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, ta sẽ đi đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ trái sang phải.
Ta sẽ được 245.489 cộng với 32.601, ta lấy 9 cộng 1 là 10 vết 0 nhớ 1, 8 cộng 0 là 8, thêm 1 là 9 vết 9, 4 cộng 6 là 10 vết 0 nhớ 1, 5 cộng 2 là 7, thêm 1 là 8 vết 8, 4 cộng 3 là 7 vết 7, 2 hạ xuống, như vậy ta được kết quả là 278.090. Phép tính thứ hai, 760.802 cộng với 239.059. Ta lấy 2 cộng 9 là 11, viết 1 nhớ 1. 0 cộng 5 là 5, thêm 1 là 6, viết 6. 8 cộng 0 là 8, viết 8. 9 cộng 0 cộng 9 là 9, viết 9. 6 cộng 3 là 9, viết 9. 7 cộng 2 là 9, viết 9. Như vậy ta được kết quả là 999.861. Phép tính thứ 3, 566.345 trừ đi 7.123. Ta lấy 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 4 trừ 2 là 2, viết 2. 3 trừ 1 là 2, viết 2. 6 trừ 7, 6 không trừ được cho 7, như vậy ta lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9. 6 trừ đi 0 cộng 1 là 1, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. 5 hạ xuống, như vậy ta được kết quả là 559.222. Phép tính cuối cùng, 800.693 trừ đi 750.148. Ta lấy 3 trừ đi 8, 3 không trừ được cho 8, như vậy ta lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5. 9 trừ đi 4 cộng 1 là 5, 9 trừ 5 bằng 4, viết 4. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 0 trừ đi 5, 0 không trừ được cho 5, như vậy ta lấy 10, 10 trừ 5 bằng 5, viết 5. 8 trừ đi 7 bằng 1 trừ đi 1. Còn nhớ ở đằng trước, như vậy ta được kết quả là 50.545. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2, điền đúng, sai, thích hợp vào chỗ trống. A. 80.000 cộng 40.000 bằng 100.000, đúng hay sai? B. 175.000 trừ đi 25.000 bằng 50.000, đúng hay sai? C. 9 triệu cộng 3 triệu trừ 2 triệu bằng 10 triệu, đúng hay sai? Vậy để kiểm tra xem bài toán này, các phép tính này đúng hay sai, thì ta sẽ đi thực hiện rồi xác định phép tính đúng sai của các câu nhé. Như vậy, 80.000 cộng 40.000 bằng 100.000, đúng hay sai nhỉ? À, sai. 80.000 cộng 40.000 sẽ bằng 120.000, như vậy ta sẽ điền chữ S vào chỗ trống. 175.000 trừ đi 25.000 sẽ bằng 150.000. Như vậy, phép tính này là sai, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ ghi chữ S vào chỗ trống cho cô nhé. Với ý C, 9 triệu cộng 3 triệu trừ đi 2 triệu. Ta lấy 9 triệu cộng 3 triệu là 12 triệu. 12 triệu trừ đi 2 triệu sẽ bằng 10 triệu là đúng. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đà Nẵng qua Đồng Hới dài 791 km. Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới dài hơn tuyến đường sắt Đồng Hới - Đà Nẵng là 253 km. Tính độ dài tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới và Đồng Hới - Đà Nẵng. Vậy với bài tập này thì chúng ta sẽ nhớ cho cô xem dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Số bé sẽ bằng tổng trừ đi hiệu tất cả chia cho 2, và số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu tất cả chia cho 2. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện nhé. Độ dài tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Hới sẽ là 791 cộng với 253 tất cả chia cho 2 bằng 522 km. Tuyến đường sắt Đồng Hới Đà Nẵng sẽ là 791 trừ đi 522 sẽ bằng 269 km. Đáp số đường, độ dài quãng đường từ Hà Nội đến Đồng Hới là 522 km, từ Đồng Hới tới Đà Nẵng là 269 km. Tiếp theo ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Đề bài người ta yêu cầu con điền dấu lớn, dấu nhỏ, dấu bằng tích hợp vào chỗ trống. A. 135.900 trừ đi hiệu của 200.900 trừ đi 80.500 so sánh với 6.000 trừ đi 4.500 cộng với 14.000. B. 34.785 cộng với 20.300 trừ đi 2.785 so sánh với tổng của 20.350 cộng với 18.127 cộng với 8.450. Vậy để so sánh xem các biểu thức này bằng hay là lớn hay là nhỏ hơn, ta sẽ đi tính giá trị của các biểu thức rồi so sánh kết quả nhé. 135.900 trừ đi
Hiệu của 200.900 trừ đi 80.050, ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Như vậy ta giữ nguyên 135.900. 200.900 trừ đi 80.050 sẽ bằng 120.850. 135.900 trừ đi 120.850 sẽ bằng 15.050. 6.000 trừ đi 4.500 cộng với 14.000 sẽ bằng 15.500. Vậy 135.900 trừ đi hiệu của 200.900 trừ đi 80.050 sẽ nhỏ hơn 6.000 trừ đi 4.500 cộng 14.000. B. 34.785 cộng với 20.300 trừ đi 2.785 sẽ bằng. Ta sẽ thực hiện cộng lần lượt từ trái sang phải. Ta lấy 34.785 cộng với 20.300 sẽ bằng 55.085 trừ đi 2.785 sẽ bằng 52.300. 20.350 cộng với 18.127 cộng 8.450 sẽ bằng 38.477 cộng 8.450 bằng 46.927. Vậy, 34.785 cộng 20.300 trừ đi 2.785 sẽ lớn hơn 20.350 cộng 18.127 cộng 8.450. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong tất cả các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.